Như vậy, qua những video vừa rồi thì chúng ta đã biết cách sử dụng và bố trí các module. Cũng như trong tập tin TS-config này thì chúng ta cũng lần lượt biên dịch theo module là Common.js, module là AMD. Bây giờ chúng ta sẽ không tìm hiểu về tập tin JSON này nữa. Phần target chúng ta vẫn giữ là ES6, module vẫn là Common.js. Do đó tập tin này chúng ta sẽ đóng nó lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về câu lệnh import. Về câu lệnh export thì chúng ta đã biết nó rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về câu lệnh import này. Ví dụ như tôi sẽ tạo ra một tập tin mới trong folder 07. Ở đây tôi tạo ra một tập tin, ví dụ là mModule. Và phần mở rộng của nó đương nhiên là .ts rồi. Sau đó trong tập tin mModule này, tôi sẽ định nghĩa một lát. Ví dụ chúng ta có lát ABC. Trong lát này chúng ta có một phương thức. Ví dụ phương thức của chúng ta là showInfo. Phương thức này trả về kiểu dữ liệu là kiểu void, chẳng hạn như vậy. Và chúng ta in ra một câu thông báo gì đó. Ví dụ tôi in ra ABC chấm và showInfo. Chúng ta chỉ cần một lát đơn giản như thế này. Sau đó trong tập tin test, chúng ta muốn sử dụng được lát ABC thì rõ ràng lúc này chúng ta phải import nó vào. Đầu tiên thì tôi sẽ đóng các nội dung này lại. Ở đây tôi sẽ in ra. Tôi in ra là 123. Và chúng ta sẽ thử biên dịch lại. TSC. Kiểm tra xem không có thông báo lỗi. Quay lại đây. Tôi sẽ refresh lại. Nói ra kết quả là 123. Tôi sẽ đóng đi những tab còn lại lại để cho các bạn không bị rối. Như vậy khi chúng ta đã in ra được 123 rồi, chứng tỏ rằng nó đã vào được tập tin test này. Và trong tập tin test này tôi muốn sử dụng lát ABC thì chúng ta phải sử dụng đến câu lệnh là import. Như vậy chúng ta đưa vào đây import, ở bên trong mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, lát của chúng ta ABC từ đâu, từ tập tin nào, from. Ở đây sẽ là tập tin ABC. Tôi lưu nó lại. Như vậy ở đây là chấm phẩy. Và chúng ta lưu ý rằng ở đây phải là tập tin mModule. Tôi điều chỉnh lại mModule. Và chúng ta sẽ thử tạo ra một đối tượng từ lát ABC. Let obj bằng new ABC. Sau đó đối tượng này chúng ta sẽ gọi đến phương thức showInfo để xem nó có in ra được giá trị là abc.showInfo hay không. Tiếp tục tôi refresh lại thì rõ ràng chúng ta không in ra được. Lý do là vì sao? Lý do là vì ở đây trong tập tin này chúng ta chưa import. Chúng ta phải cho phép nó dùng lát abc. Và tôi tiếp tục refresh lại. Rõ ràng abc.showInfo chúng ta đã in ra thành công. Trong trường hợp này, ở câu lệnh import thì chúng ta có thể đặt tên mới cho nó. Ví dụ A M A B C. Và tôi refresh lại thì các bạn thấy thông báo lỗi đã hiển thị. Bởi vì lúc này chúng ta đã đặt tên cho nó là M A B C rồi. Do đó ở phía dưới cũng phải là M A B C. Tiếp tục refresh thì không còn thông báo lỗi nó hiển thị. Một trường hợp khác, ví dụ như trong mModule tôi có thêm một function nào đó. Ví dụ tôi có function. Ở đây chúng ta có function là print, in ra một giá trị gì đó. Ví dụ tôi để là print abc, không truyền tham số luôn. Tiếp tục tôi in ra, ở đây sẽ là abc vào đến phương thức print. Như vậy nếu như chúng ta muốn gọi phương thức print abc trong tập tin test txt thì làm sao? Thì rõ ràng muốn sử dụng được phải có export. Tôi đưa vào đây export. Và trong tập tin test hiện tại tôi chỉ mới import là abc thôi. Nếu như chúng ta muốn sử dụng thêm print abc thì chúng ta cũng phải import nó vào. Như vậy ở đây chỉ cần thêm vào dấu phẩy print abc và tôi cũng gọi nó ở phía dưới print abc. Tiếp tục tôi refresh lại thì rõ ràng chúng ta mới truy cập được vào phương thức vừa rồi. Một trường hợp khác thì các bạn cũng có thể đặt tên cho nó. Ví dụ A, tôi đặt tên là PR.
và tôi refresh lại sẽ hiển thị thông báo lỗi. Lúc này chúng ta chỉ cần gọi là PR thôi. Và tôi refresh lại, không còn thông báo lỗi sẽ ra. Như vậy nếu như trong tập tin module chúng ta đều sử dụng ABC, đều sử dụng ring ABC, thì chúng ta không cần phải ghi import như thế này. Chúng ta có một cách viết khác, import sao lấy tất cả và tôi đặt tên mới cho nó là M module. Như vậy ở phía dưới, ở đây sẽ là M module. Tiếp tục chúng ta vào, ở đây là last ABC. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại, thì rõ ràng ABC truy cập được, còn function ở phía dưới không truy cập được. Lúc này chúng ta chỉ cần thay thành M module. Tiếp tục tên của phương thức nó là print ABC, tôi thay vào. Tiếp tục refresh lại, thì rõ ràng lúc này thông báo lỗi không còn xảy ra nữa. Như vậy trong video này thì chúng ta sẽ tiếp xúc với nhiều trường hợp sử dụng hơn của câu lệnh import. Đây là cách chúng ta sử dụng import theo một lát hay là một phần tử nào đó mà chúng ta muốn dùng. Còn cách khác tôi sẽ bắt lại. Chúng ta còn một cách nữa. Đây là cách này. Chúng ta sử dụng ABC đặt tên mới, sử dụng print ABC chúng ta đặt tên mới. Hoặc là còn một cách nữa, chúng ta sử dụng tất cả, chúng ta sẽ là import sao đặt tên mới cho nó. Và ở phía dưới các thành phần mà chúng ta muốn truy cập thì chúng ta chỉ cần gọi thông qua M module. Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu về cách sử dụng của câu lệnh import.